Ở cái phần tiếp theo thì bạn sẽ phải làm hai cái bài tập. Bài tập tự làm. Là để mà nắm vững được cái này nó là mấu chốt của tất cả mọi thứ liên quan đến scroll, tức là sử dụng cái hàm Windows Scroll và tính vị trí body. Đây là mấu chốt của tất cả các cái liên quan đến scroll. Ví dụ như ở đây cái hiệu ứng của nó loát đến đâu thì hiển thị đến đó chẳng hạn. Mấu chốt của nó cũng là phải là tính xem là mình cuộn đến đâu, sau đó là add class vào cái tương ứng này. Đấy, thì đi vào. Đấy, mấu chốt của nó cũng là phải tính được xem là body mình nằm ở đâu. Ừ. Ví dụ ở trên cùng nhá. Đây, ban đầu là menu như này, di chuột xuống này, menu biến đổi. Cái này mình vừa học xong. Đấy, coi như bạn làm được. Đấy. Lên. Xuống này. Đó, thì nó biến menu này, menu coi như bạn làm được rồi. Như vậy cái mấu chốt của cái này nó gần như là chung, nó gần giống nhau, tức là bạn phải nắm được cái hàm là hàm thứ nhất là hàm Windows Scroll này, thứ hai là body scroll top, sau đó sử dụng cái lệnh if để so sánh. Cái đoạn này là sử dụng cái lệnh if nhé. Sử dụng câu lệnh if có nghĩa là nếu ấy. Nếu mà nó lớn hơn 400 hay lớn hơn 600 thì để so sánh nhé. Thì mình so sánh thôi. So sánh để có những cái phương pháp phù hợp. Bài tập được làm nên có hai bài tập nhé. Mình chuẩn bị đây hai bài tập. Bài tập số 2 là bài tập giống như bài vừa rồi. Đấy, hoặc là bạn có thể sử dụng cái trang web này để thay cho bài tập số 2 cũng được. Bài tập số 2 đây. Cuộn chuột xuống thì nó gì thay đổi menu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, đơn giản như vậy thôi, nhưng mà bạn làm nhuần nhuyễn thì bạn cũng nắm được rồi. Bài tập số 3 là bài tập khó hơn một tí, vẫn là thế thôi. Mà thay vì mình cuộn một lần nhỏ lại đúng không? Cuộn lần thứ hai biến mất luôn. Có hai lần đúng không? Cuộn lần thứ ba phóng to. Lần thứ tư lòi thêm cái nữa. Lần thứ năm bỏ đi một cái nữa. Lần thứ sáu thu nhỏ lại. Lần thứ bảy quay một vòng, quay 3D, quay rotate theo trục OX. Lần thứ 8 quay lại. Lần thứ 9 mở to ra. Lần thứ 10 lại thu nhỏ lại. Tức là mình add rất nhiều class đấy. Mỗi lần mà quận đến một vị trí đó thì nó lại add lại.